Kính chào quý vị và các bạn. Hộp thư truyền hình tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đến với quý vị và các bạn có nội dung trả lời bạn xem đài. Tiếp đó là phóng sự Dân chủ cơ sở và bài học ở Đông Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua hộp thư truyền hình có nhận được đơn của ông Trần Hữu Thiệu, ngụ tại tổ 17 phường 2 thành phố Bảo Lộc. Trong đơn ông Thiệu nêu thắc mắc: trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tôi tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị Thiên. Địa bàn chúng tôi hoạt động, Mỹ có rải chất độc hóa học. Thời gian tôi ở chiến trường là 6 năm 6 tháng. Tôi đã làm thủ tục đề nghị giải quyết chế độ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Những người cùng làm thủ tục với tôi đều đã có thông báo giám định, nhưng không rõ vì sao tôi lại chưa được giám định bệnh tật để làm chế độ. Ông Thiệu thân mến, giải đáp thắc mắc của ông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đã phúc đáp như sau. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đã tiếp nhận hồ sơ của ông Trần Hữu Thiệu do Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Bảo Lộc chuyển đến. Ngày 6 tháng 2 năm 2015, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng đã thẩm định hồ sơ và lập thủ tục chuyển đến Hội đồng Giám định Y khoa tại Lâm Đồng để khám giám định. Khi có thông báo của Hội đồng Giám định Y khoa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lâm Đồng sẽ thông báo cho ông đi khám định kết luận bệnh tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học dioxin để làm căn cứ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho ông theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hộp thư truyền hình đã nhiều lần nhận được đơn của người dân đường Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt, kiến nghị chính quyền phường 8 cùng các cơ quan chức năng giải quyết việc hộ ông Tôn Tích Phượng chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trên địa bàn khu dân cư. Hộp thư truyền hình đã chuyển đơn đến các ngành liên quan để phối hợp giải quyết. Và ngày 31 tháng 3 năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã có công văn trả lời như sau. Ngày 12 tháng 1 năm 2015, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt đã phối hợp với một số ban ngành làm việc với hộ gia đình ông Phượng theo tinh thần chỉ đạo tại công văn số 7389 ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Kết quả buổi làm việc như sau. Qua kiểm tra xác minh cho thấy, gia đình ông Phượng đã chăn nuôi heo tại số 17 Trần Khánh Dư, phường 8, hơn 20 năm. Mặc dù đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng dẫn của các ban ngành, tuy nhiên vẫn phát sinh mùi hôi là do việc hộ ông Phượng ủ phân heo ngay tại khu vực chăn nuôi. Căn cứ kết quả kiểm tra xác minh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Lạt, các ban ngành liên quan đã yêu cầu hộ ông Phượng có kế hoạch giảm đàn, tiến đến ngưng chăn nuôi trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm kiểm tra, tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại và không được ủ phân tại khu vực chăn nuôi. Ủy ban Nhân dân phường 8 cùng các ban ngành đoàn thể phường 8 sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động gia đình ông Phượng giảm đàn chăn nuôi, di dời cơ sở chăn nuôi hoặc chuyển đổi ngành nghề phù hợp. Đồng thời tiếp tục xác định các đối tượng trong đơn kiến nghị để thông báo kết quả làm việc cho các hộ dân được biết. Hộ ông Phượng cam kết trong năm 2015 giảm tổng đàn chăn nuôi, tăng cường các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, hộ ông Phượng đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện để gia đình được chuyển đổi khu vực chăn nuôi thành nhà trọ nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm, đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua người dân thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà có gửi đơn đến Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đề nghị xem xét lại việc chính quyền xã giao khu điểm trường tiểu học Đông Thanh cho Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Đông Thanh thuê thực hiện mô hình kinh tế tập thể. Trong đơn, bà con phản ánh, chính quyền xã không cho họp dân lấy ý kiến, không thực hiện nguyện vọng của người dân về việc dành quỹ đất công này cho công trình phúc lợi xã hội của thôn. Nhóm phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình đã về địa phương tìm hiểu thực tế. Phóng sự Dân chủ cơ sở và bài học ở Đông Thanh sẽ phản ánh cụ thể vấn đề trên. Đây là nhà văn hóa thôn Đông Anh, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Tiếp giáp là phân trường tiểu học Đông Thanh. Giữa năm 2014, sau khi điểm trường tiểu học này chuyển lên trường chính, cảnh tượng trong chốc lát trở nên hoang tàn. Phòng xuống cấp,
cửa bị đập phá tan hoang. Những tiểu công trình được dựng lên ngay trong các phòng học và kiến nghị của người dân liên tục được gửi đi. Trong thôn, trật tự xã hội có lúc bị xáo trộn. Bây giờ làm sao biết được? Tại vì cha chung không ai khóc, không thuộc ai quản lý cả. Giờ nó lên phá thì phá giờ nào làm sao mình biết được? Thế xã có ý kiến thì là đấy, bảo xây trường học với trường trạm thì tôi lên đất này. Trên đất này. Ừ. Nhưng bây giờ anh thấy xã lại bán đi. Bán đi không được. Nói là bán đi tôi lại lại được. Diện tích điểm trường học này khoảng hơn 3.000 m2. Được biết sau khi học sinh được chuyển lên trường chính, Ủy ban Nhân dân xã đã thực hiện kế hoạch giao cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Đông Thanh thuê để phát triển kinh tế tập thể. Nó phù hợp với tiêu chí thứ 13 trong đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhưng cách triển khai vội vàng, hấp tấp, thiếu bàn bạc và lấy ý kiến nhân dân đã dẫn đến phát sinh hệ lụy. Không có một cái gì anh ạ. Tự dưng chúng tôi thấy làm hết máng chuồng bò chuồng hết rồi, bắt đầu chúng tôi mới lên tiếng. Thì sau cái buổi tiếp dân tại cái thôn Tiền Lân á, là tôi là đại biểu hội đồng nhân dân mà dân là cái người gửi gắm vào tôi lên ý kiến thì lúc ấy giờ là bà Quyên bà mới cho ngừng lại. Vâng. Thế chúng ta không được biết trước phải không ạ? Không biết một cái gì hết mà yêu cầu cho họp cũng không cho họp. Bên cạnh này là người ta nói là nếu đây mà làm được trại nuôi bò sữa thì bên kia người ta sẵn sàng mở một trại nuôi heo. Thì vị trí nó không đảm bảo vệ sinh môi trường để cho khu dân cư ở vòng quanh luôn. 2013-14 là cái khóa học đấy, khi vừa mới đi một cái trường học vẫn còn đẹp đẽ thì đến đầu tháng 6 dân chưa biết ai, chưa học, chưa gì. Thì đã thấy đến xây dựng cái hệ thống này rồi trồng cỏ rồi. Đấy, thì nó xảy ra chuyện đấy. Rồi. Đấy là cái quan điểm phải không ạ? Thì bây giờ ví dụ chúng tôi làm kinh tế đây thì chúng tôi cũng là mang lại cái kinh tế tập thể cho dân chứ không có riêng tư gì cả. Với chúng tôi những người làm kinh tế thì chúng tôi chỉ muốn làm thế nào để cho phát triển kinh tế nó có hiệu quả đúng với cái góc độ là phát triển kinh tế theo hướng mô hình tập thể. Làm việc với chúng tôi, chính quyền xã cho biết tất cả các thủ tục pháp lý về việc bàn giao lô đất và cơ sở vật chất trên đất ở điểm trường tiểu học Đông Thanh đã được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thanh đã không ngần ngại nói về bài học kinh nghiệm sau vấn đề này. Để thực hiện tốt hơn nữa cái quy chế dân chủ ở xã phường thị trấn, thì đây cũng là một bài học để chúng tôi tổ chức đối thoại và giải thích tuyên truyền bà con những cái chủ trương đúng đắn của địa phương. Và cũng thực chất là chúng tôi cũng không chỉ đạo việc họp dân, nhưng mà xét thấy một cái việc nó chưa đến nỗi bức xúc trong toàn thôn, cho nên là đồng chí chủ tịch ủy ban có xin ý kiến cấp ủy là đợi đến tháng 11 tổ chức họp thôn rồi là thông báo cho dân việc cái việc chủ trương của hợp tác xã dịch vụ được cái nhà nước cho thuê đất này. Xét một cách khách quan, việc giao quỹ đất công để phát triển kinh tế tập thể là cách làm hợp lý, phù hợp với điều kiện của địa phương. Rõ ràng chuyện ở đây chẳng có gì lớn, nhưng nó đã trở nên phức tạp, xuất phát từ khâu thực hiện kế hoạch, từ công tác dân vận, quá trình thực hiện dân chủ cơ sở. Nếu ngay từ đầu, việc này được làm tốt, tin chắc dân sẽ hiểu và đồng tình. Quý vị và các bạn thân mến, đơn thư gửi về hộp thư truyền hình, quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ hộp thư truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt. Trong đơn, quý vị và các bạn nhớ ký tên, ghi rõ địa chỉ và kèm số điện thoại để chương trình tiện liên lạc khi cần. Đặc biệt, đối với những đơn thư bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn xin giúp đỡ, có ghi kèm số điện thoại sẽ giúp phóng viên chuyên mục liên lạc nhanh để nắm thêm thông tin. Hộp thư truyền hình tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.